Mẹ ơi, con cá sấu ngỡ lắm nè mẹ. Con vừa đứa con cá dấu rồi. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Thì mấy con cá sấu mẹ thấy cái đuôi nó dài ọ, thấy ghê không? Mấy con rùa mà nó có mai dở dàng đây. Thôi hai chị em đừng có cãi lộn nữa nè. Nhìn cái bảng người ta để kìa, đây là con rùa cá sấu nghe. Loài rùa thì nó hiền nhưng loài cá sấu thì nó rất là hung dữ. Cho nên cái con rùa này, rùa cá sấu nó hung dữ lắm nghe. Tụi con đừng có thò tay xuống nghe. Oh no. Con có nhìn thấy cái con rùa đó nó bị thương ở cái đuôi không? Có khi là những con rùa ở trong này nó cắn với nhau nữa. Cho nên tụi con tuyệt đối không có thò tay xuống nó mà cắn một cái là cục tay luôn đó nghe. Tụi con cũng đứng xem thôi chứ đừng có đứng sát quá. Lỡ mà ngã xuống dưới đó cũng nguy hiểm nữa. Tụi con nhớ chưa? Đây là lần đầu tiên mình thấy loài rùa cá sấu này nè các bạn. Có bạn nào đã từng thấy loài rùa này chưa? Các bạn bình luận ở dưới cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai đứa coi cái gì mà đuôi toàn tén đây vậy con? Mẹ ơi, mẹ lại đi coi nè, cái này sóng đánh như biển gì đó. Tụi con coi thì đứng đàng hoàng, đứng ở dưới coi thôi, tụi con đừng có chèo. Các con cũng không nên đút cái đầu vô trong mấy cái lỗ này, lỡ nó lọt ra ngoài đó hay là nó mắc kẹt cái đầu không lấy ra được nghe. Đây là con sông lớn cho nên nó sóng nó đánh mạnh lắm đó nghe con. Con có biết đây là con sông gì không? Các bạn ơi, mình đố các bạn đây là con sông gì mà có cầu Cần Thơ bắc qua, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ. Các bạn biết đáp án, các bạn comment ở dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đẹp quá vậy mẹ. Con ngựa sắt này là người ta đang mô phỏng lại truyền thuyết thánh giống ngày xưa đi đánh giặc đó con. Có lá cờ nữa kìa, con thấy không? Ba, con nhớ truyền thuyết này rồi. Thánh giống có nhổ chè đánh giặc nữa đúng không mẹ? Đúng rồi đó con. Bởi vì ở đây người ta cũng có dựng những cái tre bằng sắt nè con. Mẹ ơi, cái này là cái gì vậy mẹ? À, cái này là ngày xưa người ta dùng để đội lên đầu nè con. Mẹ không biết ngày xưa kêu bằng cái gì nữa. Bạn nào biết bình luận ở dưới giùm mình với nha. Mẹ ơi, mẹ cho con đội với mẹ ơi. Được rồi, để mẹ đội cho con nghe. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Các bạn ơi, hè này Hoàng Kim với Gia Hân được đi tham quan khu vườn cổ tích này nè. Kim rất là thích luôn nghe, được học hỏi thêm được nhiều thứ nữa. Có bạn nào mà biết về truyền thuyết thánh giống thì các bạn comment bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em mát quá, mình ngồi ăn bánh tí đi rồi hãy về nhà. Em hết nước quá chị hai ơi. Ở đây có tay nước nè đi hai. Còn nhiều lắm, chắc là uống được nè đi hai. Không được uống nước của người lạ em ơi. Sao giờ đi hai? Cái nước này mình đâu có biết của ai, nước gì đâu mà uống. Để em uống nước hết hạn rồi đau bụng dữ lắm đó. Mà em hết nước rồi. Em bỏ cái nước lại đi rồi chị nhận dẫn em về mẹ. Mẹ, mẹ, biết nói là do không uống nước của người lạ đó mẹ. Con thấy đây nước trong dốc cây mà con đứng uống cái gì hai không to. Chị hai làm như vậy là đúng rồi đó con. Lỡ chai nước nó hư nó hết hạn rồi con uống vô đau bụng lắm. Với lại chai nước nó không biết là nước uống hay là nước gì, làm sao mình biết được. Mình không được uống đồ của người lạ, uống cái đồ mình không rõ được nguồn gốc nha con. Tụi con mới cần nhau. Thôi hai chị em vô nhà uống nước đi con. Mẹ có làm nước cho hai chị em uống đó.